Con gì con gì? Ui kinh chưa? Ôi trời ơi, con quái vật đây. Ui. Nó khỏe lắm. Ôi trời ơi, bây giờ lùi ra nhá. Cẩn thận đây, cái hang thì sâu, nó lôi tôi vào tốt chẳng ấy. Ui, nó phóng gậy đấy. Nó phóng gậy đó kìa. Ui nó có gậy à? Ui nó có gậy. Ui, con quá, nó cướp gậy của mình ấy. Ui sợ đấy. Nào bắt nó. Bây giờ làm sao? Ôi nó lại phóng gậy kìa. Chị lấy tôi từ rửa nó ra rồi đấy. Ui ba kia bị quái vật nó đánh trả trọng thương kìa. Quái vật đánh vào đâu vậy? Nó cầm gậy không ơi? Ui nó tụt vào trong. Bây giờ nó tụt vào trong rồi, tôi phi vào, tôi quay thử cho nó cái hang có sâu không nhá. Ui hang sâu thế. Ui cái mặt đó kìa. Ui sợ thế. Ui. Bây giờ nó sợ lắm, cả trận đấy nó lôi đấy.
ôi, cái hang nó to thế nhỉ. Nào nào, ông đưa không công cưới cho nào. Tôi chui vào. Con này phải liều mình chứ bắt được nó. Chui vào bắt đi. Làm sao lấy được gậy này, nó thôi nó đập chứ đấy. Nó chui tụt vào trong rồi. Để tôi vào xem nào. Ông vào đi, nó vào trong rồi. Nó chui vào trong rồi. Con vào trong rồi. Đi đâu ấy? Ok. Ui gì đây? Nó tụt vào đi. Nó vừa chộp tay tôi xong nó sợ. Để tôi vào đi, liều mình vào cho. Vào đi cho nào. Chui hẳn vào hết, cùng hang luôn. Ôi nó tụt sâu trong, ông phải chui chất vào trong ấy. Ôi, lấy dây xong nào quăng rồi đấy, đưa rổ ra. Ông bảo lấy xương nó tôi cho xem nào. Ông Thu bằng lấy xương xem nào. Ông Thu bằng moa xương nó tôi xem nào. Xương này đâu chui tiếp thế nào, còn không? Để tôi. Không phải đi, tôi sợ lắm rồi. Vào đi nào. Ui. Chui xem còn xương thì cầm hết ở đây nhá. Ui giời ơi, sợ thế. Ui, sợ lắm. Ui ông ơi, cẩn thận đấy, hàng nó sâu lắm. Nếu còn ăn thịt người nữa, mày nó chưa kịp ăn thịt tôi. Mày cơ, thấy gì chưa ông ơi? Thấy tôi thấy một đống xương đấy nhá. Ui, phải chui vào sau mới thấy. Trong sâu lắm. Thấy đống xương chưa? Ui thấy đống xương đúng không? Ui đây có mảnh xương nữa này. Ôi này mảnh xương nữa này. Ui đâu đúng rồi, đúng xương heo rồi. Đâu đây là mỏm heo rồi. Oh my god. Ui nguyên cái hàm răng này, mỏ heo. Ê, cái này nó ăn từ lâu rồi, xương trắng rồi. Đây là xương trắng. Có cái này nó vừa bắt. Cái này vừa bắt xong này. Đâu cũng thui rồi thì ông thử vào kiểm tra lốt lần này xem nào còn nhiều không. Xem còn chẳng may có người nào bị trong đấy bị bắt không? Bây giờ lần này tôi bắt nó. Lần này tôi bắt tôi thu phục quá. Cẩn thận nó ra đấy. Cẩn thận nữa nó ra đấy. Nó ra bây giờ đấy. Nó ra là chết đấy. Cẩn thận nó ra đấy. Ui. Tôi nghe tiếng rồi. Trả lại mình xương nó đi. Đoài xương. Đâu để cửa cho nó có vỏ xương. Kéo ra lấy xương đấy. Ui vào đi. Tôi hỗ trợ cho ông, sợ đâu. Con này chỉ ăn động vật thôi, không ăn thịt người đâu. Nó thịt người đấy, nó lôi tôi vào mà. Không, nó tưởng bạn là con nợn đấy. Gì đấy? Ôi chết rồi. Ôi đẹp mày. Ôi.